Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả mạng studio Tiếp tục với cái series mà mở máy, nâng cấp các cái thiết bị Thì ngày hôm nay ấy, mình sẽ thực hiện cho anh em một cái sản phẩm rất hot trong thời gian gần đây Đó chính là dòng notebook gaming HP Pavilion phiên bản AMD Đây là một cái dòng sản phẩm gaming với cái giá vô cùng rẻ Nhưng mang lại cái hiệu năng chơi game rất tốt cho anh em trong cái mức giá dưới 20 triệu đó, với khoảng giá dưới 20 triệu Thì anh em có thể nhìn thấy là cái background này với cả cái background, cái nền mà quay clip nó khác nhau Tại vì là mình đã quay cái đấy từ hôm trước rồi Mà đến hôm nay thì mình mới quay được cái clip giới thiệu Đó cũng không phải là điều quan trọng đâu anh em hãy chú ý đến phần mở máy nhá Bây giờ chúng ta hãy thực hiện luôn cái đấy Ok anh em thì bây giờ nó sẽ là đến cái phần mà chúng ta được mong chờ nhất là phần mở máy chiếc HP Pavilion Gaming 15 thì để cho anh em cảm thấy thân thuộc ấy thì mình sẽ không dùng những cái đồ mà chuyên nghiệp mình vẫn hay sử dụng mà mình đang dùng những cái đồ mà trông rất là củ bắp. Đầu tiên là hai cái tô vít đầu đầu đầu, đầu chữ thập gọi là đầu Philip đấy. Đấy, anh em thể mua ở ngoài với giá khoảng uh, mười mấy nghìn một chiếc. Đấy, mình dùng hai cây một cây to một cây nhỏ. Đấy. Tiếp đến thì sẽ là một cái nắp chai Lavie để anh em có thể uh, đựng cái uh, ốc vào đây và một cái thẻ visa cũ vứt đi anh em thì nhặt ở bất cứ đâu và cái này sẽ để dành cho mở máy vì cái chất liệu bằng nhựa như thế này thì nó sẽ làm cho chúng ta dễ dàng mở máy hơn mà không bị xước máy à, tất nhiên thì do quen tay thì xin, cũng xin phép anh nghe là mình sẽ sử dụng cái cây uh, cậy này là mình đang quen tay Đấy. cái cậy này anh em có thể mua với giá là 30.000 ở ngoài hàng mình nghĩ là rất là uh, phù hợp nếu mà anh em uh, mua về để mở máy Đấy, nhân vật chính của chúng ta ở đây là HP Pavilion Gaming 15 bản AMD. Đấy, mình vừa mới nhận được từ anh giao hàng. Đấy, vẫn còn mới, Đấy, chưa bám vân tay luôn. Đấy, mình đã thử uh, mở trước một lần để cho nó mượt cho nên là mình đã rạch tem rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở ngay nhá anh em nhìn này chúng ta sẽ có 1 2 3 4 con ốc dài nằm ở phần bản lề máy và ba con ốc ngắn nằm ở dưới. Đây ba con ốc ngắn nằm ở bản lề bên dưới máy chúng ta sẽ bắt đầu mở này anh em có thể nhìn cái uh, thời gian trên màn hình để tham lai để biết là chúng ta mở cái máy này hết bao nhiêu lâu những chiếc máy này mở rất là đơn giản thôi cái thiết kế của HP bên mình uh, à, nó rất là chắc chắn nhưng mà lại à, khá cũng là tương đối dễ trong cái việc mở máy Đấy, anh em có thể mở rất là dễ dàng không cần đâu. đa số các máy HP thiết kế trong khoảng vài năm trở lại đây thì chúng ta đều là tiếp cận từ cái phần bản lề máy. Đó. Thì chúng ta sẽ tác động từ bắt đầu từ đây. Anh em luồn cái cậy vào hoặc là anh em có thể dùng cái vâng anh em có thể dùng cái thẻ visa của anh em đấy anh em cậy này. Thế anh em thấy nó, nó ra rồi này. Cạch 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 rất là dễ. Anh em đi nhẹ nhàng thôi cũng không vừa gì phải mạnh mẽ cả đó thế là nó đã ra rồi anh em nhìn cậy lên này đó ồ oh, quá dễ thế mà lúc mà đây từ cái chỗ bên cạnh bên này thì nó vẫn là còn ngàm đấy không dễ như tôi tưởng anh em ạ đây mình sẽ đẩy nhẹ cái thẻ visa vào đó rồi anh em lướt đã xong rồi đây là phần đáy máy bằng nhựa này đây tôi lật lại cho anh em thì tương ứng với cả cái vị trí mà tản nhiệt ấy thì HP có làm ở đây là cái lớp uh, lớp kiểu giấy bạc, giấy thiếc gì đấy thì cái này nó sẽ có một phần nhiệm vụ là không cho cái nhiệt này nó phả xuống cái đáy máy thì không gây nóng. Đấy, tôi cũng thích cái thiết kế này của HP. Đấy. Và đây chỗ này lại là một cái miếng cách nhiệt nữa này, nó sẽ tương ứng với cả vị trí uh, GPU. Đây đây là vị trí GPU anh em nhé Đấy còn đâu quạt là quạt hai, hai quạt 12V theo kiểu tản chập. Đấy. Sẽ là hút và thổi. Đây là hai ống đồng rất là lớn để phụ trách việc tản nhiệt cho cả CPU lẫn uh, GPU. Ok. Thì bây giờ chúng ta đang nhìn là tổng thể là các cái linh kiện ở nằm trên chiếc máy HP Pavilion Gaming 15 phiên bản AMD. Đầu tiên quan trọng nhất là cái cục pin thì đây là cục pin 3 cell 52 w và 11,55V. Đấy. Nó sẽ được nối đây này. Đây là các nguồn này. Còn đây là cáp nối thẳng từ chân sạc. Đấy vào main. Đấy. Tiếp theo là cái phần à, lưu trữ đi. Lưu trữ thì chúng ta sẽ có ổ cứng 1T 2,5 inch. Đấy. Anh em có thể là tiếp cận bằng cách là tháo một ốc này, hai ốc này, ba ốc này. Đấy, ba ốc và chúng ta sẽ nhắc được cái phần HDD lên và chúng ta sẽ thay. Cái này anh em có thể thay bằng ổ cứng 2,5 inch à, với dung lượng tối đa là cho HDD là 2TB và cho SSD cũng là 2TB. Đấy, băng thông là SATA 3 6GB, 6GB trên dây. Đấy, về phần sd thì ở đây, đây là chúng ta có sd này được nằm ở dưới một miếng tản này thì tôi sẽ tháo lên cho anh em. Đấy, ốc M2 là sang một bên nha. Đấy, anh em nhắc cái tản lên. Đó. Bản thân Quang thì không thích lắm với cái thiết kế mà SSD có cái tem dán lên chip nhớ như thế này xong rồi lúc mà áp cái tản nhiệt vào thì mặc dù có thêm APS nhưng mà nó thông qua cái lớp giấy như này thì cũng sẽ giảm bớt một phần hiệu năng đấy nhưng mà không thích thì cũng cũng cũng, cũng đành chịu thôi vì tất cả các hãng đều làm như thế đây là SSD OEM đấy. trừ khi là anh em mua các cái SD thường mà hiệu năng cao bán ở ngoài ấy, thì người ta mới làm cái này nó ở mặt sau đấy, chứ còn tất cả các SSD OEM thì đều là có cái kiểu dán lên trên Chim uh, chip nhớ như này Đấy, anh em đặt vào này anh em lắp SSD đặt vào và đặt cái tản lên trên thôi. rất là đơn giản thôi Đấy, ốc mình đặt vào và vặn anh em muốn thay cả wifi rất là đơn giản này. đây là cả wifi này Đấy, đây là wifi dual band này Intel à đây là wifi Realtek Realtek dual band à, tôi không nhớ là cái CI của nó là 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 cái mã nào Đấy, tuy nhiên thì anh em cũng sẽ tháo như AD để anh em tháo cái ốc M2 này nằm ở đây. Đó, thế xong anh em tháo cạc ra và anh em thay. Đây là hai dây anten của nó nhá. Thì anh em nhớ là sau khi tháo ra thì mình sẽ tháo hai cái dây này ra rồi anh em lắp lắp à sorry là lắp cái M2 WiFi vào rồi anh em lại cắm anten vào cho tôi. Dây số 1, dây số 2. Đấy đúng cái cái thứ tự và nhớ vặn ốc vào cho tôi. Đấy. Tiếp đến thì mình sẽ đến là cái phần là nâng cấp RAM thì máy này là có hai khe ram cấu hình đặt sẵn ấy, là 8 g 8 g bớt 2004 thì chúng ta sẽ còn một khe nâng cấp nữa là chúng ta có thể nâng cấp tối đa là 16 g nâng cấp ram rất là đơn giản anh em này nhìn được cái ngàm này Đấy, anh em chỉ cần đẩy nó ra là khe ram đã bật lên rồi mình rút ra đây là ram samsung bớt 2006 sáu tuy nhiên là cái dòng chip này thì nó đang chỉ hỗ trợ bớt 2004 cho nên là chỉ chạy được bớt 2004 anh em lắp ram vào ấy, để kỹ cái khía này, Đấy, đặt vào rất là đơn giản thôi. Đấy, mình đặt vào nhé, thì nó đang vênh lên này. Anh em chỉ cần ấn xuống nhẹ một cái là nó bao khớp này. Đấy, tôi lưu ý với anh em nhé, đây là chiếc máy này chưa được bật lên và đang cạn nguồn. Hơn tôi có thể làm như này, còn tôi recommend với anh em là do là cái ram này rất và sd rất ảnh rất là bị nhạy cảm với cả điện, cho nên là trước khi mà anh em đang nâng cấp ram hay sd hay là cả wifi ấy. Thì anh em vui lòng là xả nguồn và rút pin cho tôi để đảm bảo cái an toàn của hệ thống. Cuối cùng ấy là cái phần mà tôi nghĩ anh em sẽ là quan tâm nhất đấy là cái phần mà tản nhiệt. Thì anh em nhìn này, đây là tản nhiệt của máy này thì nó có rất nhiều ốc này, tôi sẽ vặn lên ở đây nhá. Đây sẽ là cụm CPU và GPU của máy. Đấy anh em đoán thử xem là đâu là CPU và đâu là GPU. Tôi nghĩ là đến cái đoạn này thì anh em sẽ đoán được rồi đấy. Tuy nhiên thì tôi sẽ nói cho anh em luôn. Đây bên trên là các màn hình là GPU và đây là CPU. Tại vì sao mình đoán như vậy? Tại vì ở đây này, anh em có thấy ở đây là có một cái lớp tản nhiệt này. Thì cái này là sẽ tản nhiệt cho chip RAM của các màn hình thế này. Đấy. Còn đây, đây là CPU này. Đây và đây là cái phần này là phần mạch cấp điện cho CPU. Chúng ta lại vẫn có tản nhiệt này. HP làm rất là cẩn thận. Đấy làm cho cái nhiệt độ của máy luôn luôn ổn định và mát mẻ. Đấy, anh em bạn là bốn con ốc của CPU lên. Cái phần này là phần nâng cao anh em nhé. Thì chúng ta sẽ khi mà vệ sinh máy thì sẽ làm cái phần này. Anh em nhớ giúp tôi là đếm đủ ốc nha, đủ 8 con ốc đi nữa mà lắp vào mà thừa một cái con ốc nào thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. đấy thiết kế cũng khá là hay chứ đúng không anh em? Tôi đang thấy rất là cứng. Ồ, oh, sorry anh em là ở đây nó có rất nhiều ốc Đây là cái tản này là nó là nó gắn liền luôn cả với cả quạt anh em ạ Thế thành ra là nếu mà chúng ta muốn tháo quạt ấy Tháo cả cái bộ tản nhiệt ấy anh em phải tháo cả quạt đấy Anh em tháo này một ốc này hai ốc ba ốc 4 ốc 5 ốc Đấy thêm 5 con ốc nữa Thì anh em mới tháo được cái tản nhiệt này ra Thế thì thật ra thì tôi cũng định tháo nhưng mà nó cũng không cần thiết lắm Nên tôi chỉ hướng dẫn anh em như thế thôi Đấy Đây là máy mới mình không cần phải thay cái gì cả thì nếu mà anh em tháo ra thì anh em vui lòng là tháo ngoài 8 cái con ốc này chúng ta còn thêm 5 con ốc ở trên cái quạt nữa. Đây là hai quạt 15V rất là khỏe. Và nhớ nhá, quạt nó sẽ có dây cắm uh, nguồn thì đây này, một dây cắm nguồn này, hai dây cắm nguồn này. Anh em nhớ tháo ra giúp tôi không lại tháo quạt ra mà không rút dây cắm nguồn là không rút được quạt ra đâu nhá. Đó, đấy là toàn bộ các cái linh kiện bên trong của máy mà chúng ta có thể tháo lắp một cách dễ dàng và thay đổi những cái linh kiện khác thì anh em vui lòng không đụng vào giúp tôi đấy, chúng ta là không có chuyên môn chuyên sâu trong cái việc tháo lắp đấy thì chúng ta chỉ có mở ra thêm ram thay ổ cứng thay cả wifi hay là chúng ta vệ sinh tản nhiệt và tra lại keo tản nhiệt thôi đấy, anh em nhớ giúp tôi nhé bây giờ tôi sẽ lắp lại cho anh em video này rất là dài rồi anh em mà có câu hỏi gì thì anh em comment xuống bên dưới giúp tôi để lần sau mà khi mà tôi làm video thì sẽ hoàn thiện hơn anh em có thắc mắc gì ấy, thì cũng nhớ comment luôn nhé tất cả những cái ý kiến của anh em thì sẽ đều là giúp tôi à, trở nên hoàn thiện hơn trong những cái video lần sau <laughs> nhớ quá anh ạ tận tám con như này các bạn cảm thấy rất là nhiều đừng quay được lại Đấy. chúng ta đã vặn xong lại được ốc rồi Đấy, dây nó hơi vanh lên một tí nhưng mà không sao Bây giờ chúng ta sẽ đóng lắp lại nha anh em nhé Thì khi mà mình đóng lắp lại này Mình sẽ đẩy cái phần trên bàn lề này trước vào Đó Vừa khít này Đấy, Rồi anh em phần dưới nữa Căn vào nhau rồi anh em bắt đầu ấn xuống Để cho nó khít cái phần ngàm Cái ngàm nhựa này nó rất là đơn giản mà Anh em cần bấm nhẹ này Đó thế là nó vào rồi anh em cứ bấm như để cho nó vào và anh em nhìn khít là được đấy cũng không có yêu cầu gì cao siêu cho cái việc mà bấm ngàm này cả và sau khi bấm ngàm thì tất nhiên là chúng ta sẽ vặn ốc lại rồi theo cái thói quen của tôi thì tôi sẽ vặn hai con ốc ở bên trên trước rồi là vặn ba con ốc ở dưới rồi tôi mới vặn nốt hai con ốc trên cùng Hơi khác người một tí anh em thông cảm nhá. Đây này tôi sẽ vặn bằng cái vít to cho anh em thấy là cái vít to này mình nó vẫn có vẫn có thể vặn được này. Đấy. Cho nên là anh em thực ra cũng không cần phải hai cái Torx vít như tôi đâu. Chỉ cần một con là cũng được rồi. Nhưng mà tôi thì có hai con cho nên là tôi sẽ vặn cả hai. Nhà có điều kiện mà đúng không anh em? Mình mua hẳn hai con Torx vít mỗi con mười mấy nghìn luôn Thực ra thì tôi sẽ có đồ tôi vẫn có cái bộ đồ xịn hơn nhưng mà để hướng dẫn cho anh em thì tôi sẽ dùng những cái đồ nó thân thuộc nó hơi phổ thông một chút đấy để cho anh em dễ tiếp cận hơn chứ bây giờ nếu mà tôi dùng những cái đồ chuyên dụng mà nhìn nó nguy hiểm ấy anh em lại thấy là cái cái này nó trở nên khó khăn và có gì đấy nó khác lạ đấy đã xong rồi đây là cái hướng dẫn mà đóng mở máy HP Pavilion Gaming 15 cho anh em